sớm bước lên con thuyền Bát Nhã. Kinh kệ khuyên đời ít lợi chân, nhớ trao người khác được nghe cùng. Hồng chung ấn tống bòn duyên phước, pháp thí giống lành ráng ven dung. Khẩn nguyện đức mẫu từ trên khói hương này, xin mẫu ngự chứng minh con trẻ tất lòng thành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kính lạy Phật từ bi cụ thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh. Lưng hồi khổ nào triền miên, mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Kính lại pháp nguồn ân chưa trả, đời lắm kẻ lầm than, nên thuyền Bát Nhã sẵn sàng đợi đưa. Kính lại tăng là người chỉ cả thay thế tôn hoằng quá đạo. Vô minh nên mới lo âu, rồi đường cứu khổ vẫn như đường chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Dân đuốc thiên thành tâm cánh màu, ngọn linh đăng soi thấu mười phương. Điện quang tỏ ánh chiêu dương, cầu xin từ màu Tây Phương chính đàn. Mẹ giang thế độ an non nước, điển quyền linh ban phước vạn dân. Nguồn thương sầu đồng bấn khoăn, nhìn đăng lòng tướng mẹ
gần bên con. Tình thêm tây quyền diệu ứng linh bút cơ mẹ thảo tâm kinh lời châu ghép lại tâm tình mẫu thương nhìn biển cá trùng dương nước biếc tiếng khổ sầu ta thiết lòng đau mẹ trong từng lượng sống nào bao nhiêu sống y lượng cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ mẹ sáng khai quá độ khắp nơi núi sông vũ trụ đất trời chính do hoàng mẫu tạo đời trẻ nguyện sớm chiều tu học ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con dân đanh mẹ chứng lòng son dạng dân bá tánh nước non thanh bình ngày kỷ niệm trăng mười thập bát gió đông về ngào ngát nguồn thương chốn trần trẻ dài dân hương thành cầu từ mẫu tây phương chứng đàn dân chén hương lời vàng cung kính tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn lời cầu giọng thấu cung tiên nơi tây dương mẫu diệu quyền chứng minh mẹ thương con thăm tình muôn thuở đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi gắn tu thó tục xa đời quê tiên chốn cũ là nơi trở về nhìn quán cảnh sơn khê non nước cõi giới ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu thánh an độ cho xin chúng một đàn chánh tu làm khối bạc ngút màu bay tỏ tâm hương thành hiện rõ diêu cung đại hương mẹ ngự không trô
thức tâm ý kẻ thế soi chung gương thiền. Tam nhật màu có xiên bái màu, tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương. Con quỳ dâng nén tâm hương, lại mẹ phủ đức thập phương an lành. Nhìn làng khói trầm hương bay tỏ, đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu từ phủ điển nhiệm màu chứng nghi minh. Chốn cần miền cung nghinh đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn, thương tận mẹ phủ càn khôn, triển khai quần đạo pháp ma môn hành từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thành thâm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chạnh lòng con trẻ tuôn dòng lễ xa. Khói hương trầm thi tha theo gió, án mây lành hiện rõ quyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi màu. Cầu lĩnh mẹ chỉnh an đoan nước, điển mẫu từ ban phước chúng sinh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phục lành mẹ ban. Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ, hạt bồ đề nảy nở rừng cây. Am tiền nói nghiệp than mây, điển thiền mẹ chân nhật nay kinh đàn. Quá tươi thâm kính nghi dân từ mẫu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cúng dường dân qua. Lời giảng cầu thiết tha ai quên, chốn dương trần tở an phù dân.
chúng sinh đi đau khổ vô ngần, thành tâm đi lại mẹ gọi lần tối xưa. Ngày kỷ mậu sớm trưa bay màu, tiếng chân thành vọng câu diêu cung, gánh tu nội chi ba tùng, bồ đề hành y nguyện thơm chung hương lành. Điện quyền linh y phụ quanh y bao khắp, nhớ mẫu hiền con chấp tay cầu, lại mẹ đổ hết năm châu, cầu xin y sanh y chúng sớm hầu di cung. Người dưới thế hiếu trung trọn dư, hồi lòng qua mẫu tử tương phùng, hương lành thơm ngát lạ lùng, bồ đề rõ nở tại cung. Quá thơm ngát con quỳ dâng lệ, lại mẫu thương giang thế chứng minh. Tai ngà dân y đó qua sinh, thỉnh cầu mẹ giang điện linh chứng đàn. Quả tươi xanh tâm thành cung kính, tiếng trẻ khờ nguyện thành từ tôn. Điện linh y phụ khắp càn khôn, triển khai đại đạo tiếng đồn vang xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn, mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do huyết mạch phi tài từ tôn. Quay linh y mẫu gồm dấu trầu, dưỡng nuôi con ấp bơ thủ điển thiên, phước tài lộc thọ triền miên, dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Mẫu trì kinh địa màu, chúng sinh đều sâu đòi nhàn thanh. Mùa màng xuân tốt tươi xanh, quả quả thơm ngát hương lành từ bi. Thank you.
thăm ơn bè khách di sanh sự kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung dập đầu bái tạ dương cung độ an sanh chúng tao phùng long hoa. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thỉnh mẹ chứng tri, dập đầu lại đức diêu trì, điển linh mẹ phụ cứu huy dân lành. Cung tình dân thủy thành thơm ngát, nhớ trăng mười thập bát ngàn niên, đúng ngày giáng thế mẫu hiền thủy thanh ni bát ngọc khấn nguyện cung nghinh. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng, độ dân nghỉ lành bền vững tâm tôn. Sơn khê rào bước nghèo du vào nơi biển thanh rừng nhu tu hiền. Giờ thì tôn kiện thiền dòng bay, điển mẫu từ phù rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời, ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phản chiếu, cứu đàn con tận yêu tận trung. Nguồn thương mẹ phụ ngàn trùng, suối lòng ngào ngạt ban chung con lầm. Mẹ tạo non sông tươi thắm, biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi. Hoàng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thị đến đời hậu tiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan, điển huyền linh tỏ sáng mười phương. Tài dân bát ngọc trà hương, thành tâm y lại mẹ xót thương chứng y đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chân kinh. Kính thưa quý linh tử, vừa rồi chúng ta đã trình lễ lục cúng, giờ đây quý vị hướng về tôn tượng diêu trì Phật mẫu, thành tâm tụng kinh địa mẫu chân kinh.
tình thêm tay miêu cổ ứng linh. Thượng tầng tỏ ánh mi quang minh, chim lon mẫu ngữ truyền kinh sanh. Kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết, đức từ đôn tha thiết khuyên con. Hiếu trùng giữ dẹm cho tròn, mẹ hiền phú điện bảo toàn chúng sanh. Tam nhật mẫu thành tâm y kính mẫu, tâm lòng son dòng y thấu diêu cung. Dạ dạ xâm y hợp trồng phòng, dân ngàn quốc thôi hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi sinh y sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo linh điển. Nghi mẹ dưới trên phân rò, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Quần khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh đi bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngự thượng tình độ thế, điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh ni mẫu dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung anh. Phước lộc thọ hiển vinh do màu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân nghi an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Thơ ngâm diệu quyền di cơ bút, mẹ chuyển kinh dưỡng dục chúng sinh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điển âm dương kết tổ anh nhi. Thượng tầng mẫu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh ni tâm quyết, khi âm dương hiệp hội cùng nhau.
mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Lời cháu mẹ dạy quyền linh hoàng tiên phá tội hiển vinh thanh nhàn. Cầu linh mẹ bảo toàn sinh chung, độ nhân sinh giữ đúng hành tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng trời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏa, mấy quyền diện rõ thần thông. Mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng bao dòng càng hoàng chiếu sáng nhiệm màu. Thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành, phụ quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên lùng địa á diệu kỳ, trí âm phối hợp phục quý diệu đài. Thiên địa lập âm lai dương thư, khi thần giáo dành giữ điển linh. Trời do tạo quá sinh, pháp luân thường chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền thánh chúa, điển linh ni chân chân tâm ni tâm thâm, chẳng ngừng quá quá sinh sinh. Thiên can thường chuyển dần hành địa chi, thần giới khi tụ vì thai thân. Mẹ cô mang canh ni canh thập niên, tình thâm mi mẫu tử thiên liên. Mười thu đúng y nhật chia riêng què ào,
định ra. Sáu hào một quẻ đó là ba trăm tam bốn tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử phi tài quyền quan. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng ơi, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục hy ngày hay biên qua, bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rằng tam hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Chúa thần nông phi tài ngũ cốc, sắc lình gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khương. Chúa hiện viên tạo ban y phục, đem ấm y no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chôn trần, để cho người thế thân tâm thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng sức phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điện thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh như nước biếc, khắp mi bốn mùa tám tiết trở xây. Gió ngàn có lượng tầng mây, quá xanh đi những loài cỏ cây thu cầm. Có ngủ nhạc bóng trầm ngân trời, khắp mi muôn nước từ màu dương xanh. Các đời dương đế đại dâm, từ trong thân y mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân tranh họ do nơi mẫu hoàng. Năm giống y lúa tươi xanh y dung dường, sao thứ gạo dành
nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phù đầy. Khi lìa thế gọi thay thân màu, sự hoa xanh dời đôi vô thường. Thân mẹ là chỗ dựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tình quyền, kìa lâu đài cung điện uy nga, am chùa quan xa lập ra, hiền thần tiên thánh ý mẹ đà thưởng phân. Phật nghi đất kim thân do màu, có trăng nghi châu bù ngọc đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Lõi kim khi bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất nghi ra. Dương hầu giảng quốc nghi gia gia, cũng do lệnh nghi mẹ ban ra tôn sùng. Người dưới thế hiếu trung hưởng phước, điển quyền linh ý sao trước mẹ ban. Dân ngàn quốc thời thanh ni nhàn, đế dương cung cần ý mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển phạt hành. Vậy ai nào biết đến y danh, quyền linh y quang điển mẹ dành đó đây. Có tạo thành lãnh the lụa dài, cùng quả cây hoa rau cải trái cây. Nào là chua ngọt nghi đắng cay, lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tư. Hành ức hẻ gần đường tiêu tội, khắp nhân sinh nay cõi bệnh đau. Hoa xanh ni linh dược nhiệm màu, cáo lương mỹ vậy thiếu đâu vật nào. Lại có dâm chanh dầu tương ớt, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ bán trăm vàng mùi hương, lao tâm y tổng quyết giảm trường vì con. Công lao mẹ bút
nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ quá tạo ra, cần đài mạo áo phù quá, ba tiền vật dụng hiện ra ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tường, thân mẫu xâm ban thưởng khắp nơi, vật chi chẳng xót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo quá, do mẫu sanh ra địa hòa cầu, biến thành sao ngã luân hồi, biết bao sáng vật qua màu tốt xinh. Kẻ thế đâu rõ tình thân màu, dầu hoàng thiên khó nổi sánh nên. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hao quá quyền trên phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngủ cốc dành quá độ nhân sanh. Cỏ cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành phì. Hơi nước thâu nhiều mạch huyết, bao tinh vi xương tiết nghi giá băng. Đài mây gươm tổ phủ văn, gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp, cô rồng kia ẩn nấp ngàn sông. Lạnh phần dần chuyển gió đông, mẹ truyền quán giỏ hô phong ưng hầu. Cô rồng kia xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Điều do lệnh mẹ phán bài, ơn trên chiếu triệu giám rầy rẫy đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai. Nhọc nhằn chẳng quản đắng cay, điển quy quang quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh.
lành tỏ hương. Bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân, tất cả do lệnh màu hoàng công dài chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con giả thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mi mắt nghỉ đâu. Điện quang nếu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi ca ngao trở ngang dùng dây, thiên địa đành chịu phải ra đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cánh trời trống rỗng thám mưa sầu nắng tay. Ngoài càng khôn Như Lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân y binh, sẽ điều tận diệt nhân sinh yêu tàn. Phương hương dành tiêu tan tất cả, như ở trong lò hỏa bị thiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh đi hoành hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền châu cao quý, ai sưu tầm diệt lý quang minh. Tâm thầm khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rằng. Từ tôn chiêu điển lành ban phước, sắc lệnh phê người được thiện dinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu tự gián bút ngọc linh kỳ truyền. Nhập vào kẻ tâm hiền sáng suốt, chân khí như ánh đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bổn hoàng nguyên, chân thần đúng hoạt sức liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh, gắn tu tâm hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm dung chuyển đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chân kinh lệnh mẹ chớ bị quần thần nghề dân võ chẳng ghi lời vàng.
đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dài dông ngã đằng sau. Tao nhân mặt khách anh hào, nông thương công sợ nở nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung cảnh, nở vô tâm chẳng nghi kinh nghi mẫu hiền thâm sâu nghiệt cả thiên liêng. Đánh lòng bòi bà chân truyền lời châu, chánh nghi pháp đạo nhiệm màu ai rõ. Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi, phụ ân nghi từ mẫu diêu trì đỏ đài muôn kiếp chẳng hư thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rằng: lão bà hỗn độn quá xanh, thở còn mù mịt trượt thanh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khi, thập nhị muôn niên kỷ gian lâm, tuổi thọ 9600. Thời gian sức thế khổ tâm mê nhọc nhằn, muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giả con thơ, quá thân chớp nhán phút giờ chia tay. Nhìn biển cá trùng dương nước biết, tiếng khổ sầu ta thiết lòng mẹ trong từng lượng sống nào bao nhiêu sống y lượng nghẹn ngào bấy nhiêu. Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ, mẹ sáng khai quá độ núi sông vũ trụ đất trời, chính lý do hoàng mẫu tạo đời an vui. Con trẻ nguyện sớm chiều tu học, ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con, dân đăng mẹ chứng lòng son, vạn dân bá tánh nước non thanh bình. Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát, gió đông về ngào ngát nguồn trần trẻ dài dân hương thành cầu từ mẫu tây phương chứng đàn. Dân chén hương lời vàng cung kính, tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn, lợi cầu giọng thấu cung tiên, nơi tây dương mẫu diệu quyền chứng minh. Mẹ thương con thâm tình muôn thuở, đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi.
tu thó tục xa đời quê tiên chốn cũ là nơi trở về. Nhìn quang cảnh sơn khê non nước, cõi giới ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu thánh an độ cho sinh chúng một đàn chánh tu. Làng khói bạc ngút màu bay tỏ tâm hương thành hiện rõ diêu cung đại hương mẹ ngự không trông thức tâm y kẻ thế soi chung gương hiền. Tam nhật màu có xiên bái màu, tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương. Con quỳ dân nén tâm hương, lại mẹ phủ đức thập phương an lành. Nhìn làng khói trầm hương bay tỏ nhớ mẹ hiền lệ nhỏ dòng châu đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu từ phủ điển nhiệm màu chứng minh. Chốn cần miền cung nghinh đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn thương tận mẹ phủ càng khôn chiến khai quăng đạo pháp ma môn hành từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên gửi tâm thành thành viên mẫu thân chuông chùa vang tiếng xa ngân chành lòng con trẻ tuôn dòng lễ xa. Khói hương trầm thi tha theo gió án mây lành hiện rõ quyền di con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi màu hoàng. Cầu lĩnh mẹ chỉnh an đón nước, điển mẫu từ ban phước chúng sinh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tầm chánh giác đạo vàng rực
ra hạt bồ đề nảy nở rừng cây. Am tiền nói nghiệp than mây điện thiền mẹ chân nhật nay kinh đàn. Quá tươi thâm kính nghi dân từ máu gió hương làm nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương chứng lòng con trẻ cúng dường dân qua. Lời gian cầu thiết thái quang chốn dương trần tở an phù dân. Chúng sinh đi đau khổ vô ngần thành tâm đi lại mẹ gọi lần tối xưa. Ngày kỷ mậu sớm trưa bay màu tiếng chân thành giọng câu diêu cung gánh tu nội chi ba tùng bồ đề hành y nguyện thơm chung hương lành. Điện quyền linh phủ quanh bao khắp nhớ mẫu hiền con chấp tay cầu. Lại mẹ đổ hết năm châu cầu xin sanh chúng sớm hầu di cung. Người dưới thế hiếu trung trọn dư hồi long qua mẫu tử tương phùng hương lành thơm ngát lạ lùng bồ đề rõ nở tại cung diêu trì. Quá thơm ngát con quỳ dân lệ lại mẫu thương gian thế chứng minh. Tai ngà dân nghi đó qua xin thỉnh cầu mẹ giáng điện linh chứng đàn. Quả tươi xanh tâm thầm cung kính tiếng trẻ cờ nguyện thành từ tôn. Điện linh phủ khắp càng khôn triển khai đại đạo tiếng đồn vang xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai
lời châu ghi lại trần ai là do quyết mạch phi tài từ tôn. Quay linh y mẫu bao gồm dấu trầu dưỡng nuôi con ấp bơ thủ điển thiên phước tài lộc thọ triền miên dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa màu chúng sinh đều sâu đòi nhàn thanh. Mùa màng sung tốt tươi xanh quả quả thơm ngát hương lành từ bi. Thâm ơn bè khách ghi sanh sự kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung dập đầu bái tạ dương cung độ an sanh chúng tao phùng long hoa. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ dân quả tươi thỉnh mẹ chứng tri dập đầu lại đức diêu trì điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lành. Tạo non sông tươi thắm ngơi
sông sâu thăm thẳm trùng khơi. Hoàng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thị đến đời hậu tiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan, điển huyền linh tỏ sáng mười phương. Tài dân bát ngọc trà hương, thành tâm y lại mẹ xót thương chứng đi đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chân kinh. Kính thưa quý linh tử, vừa rồi chúng ta đã trình lễ lục cúng. Giờ đây quý vị hướng về tôn tượng diêu trì Phật mẫu, thành tâm tụng kinh địa mẫu chân kinh. Phổ hương trung nơi quyện thành cô, tình thêm tay miêu cổ ứng linh. Thượng tầng tỏ ánh mi quang minh, chim lon mẫu ngữ truyền kinh sanh. Kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết, đức từ tôn tha thiết khuyên con. Hiếu trùng giữ vẹn cho tròn, mẹ hiền phú điện bảo toàn chúng sanh. Tam nhật mẫu thành tâm y kính mẫu, tâm lòng son dòng y thấu diêu cung. Dạ dạ xâm y hợp trồng phòng, dân ngang quốc thôi ưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xinh y sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên. Linh điển nghi mẹ dưới trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏa lời châu. Hoằng khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh đi bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngự thượng tình độ thế, điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh ni mẫu dạy rõ ràng, con lầm hiếu thảo đàn tràng cung anh. Phước lộc thọ hiển vinh do
màu, trọn đủ thời kỳ màu hằng niên. Dân an nước thành nhà yên, lời châu máu dạy gánh chuyên tu trì. Thơ ngâm diệu quyền di cơ bút, mẹ chuyện kinh dưỡng dục chúng sinh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu hóa sanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tổ anh nhi. Thượng tầng máu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khi âm dương hiệp hội cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Lời châu mẹ dạy quyền linh hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn. Cầu linh mẹ bảo toàn sinh chung, độ nhân sinh giữ đúng hành tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng trời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tòa, mấy quyền diễn rõ thần thông. Mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn. Điện thiên mẹ bảo toàn vinh cổ, chôn trung ương mẹ thủ địa châu. Linh ni hoàng chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành. Phụ quân y mẫu trường sanh y bất lào, tài cao minh y sáng ư tạo quyền di. Thiên lùng địa á diệu kỳ, trí âm phối hợp phục quý diệu đài.
mâm y lai dương thư. Khi thần giáo dành dở điển linh, khi trời do tạo quá sinh, pháp lưng thường chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền thánh chúa, điển linh y chân chân tâm y tâm thanh, chẳng ngừng quá quá sinh sinh, thiên can thường chuyển dần hành địa chi. Thần giới khi tổ về thai thân, mẹ cô mang cầm ni cấm thập niên, tình thâm y mẫu tử thiên liêng, mười thô đúng y nhật chia riêng què hào. Ba trăm bốn tẻ ra các hào, trong bát nghi quay phân vào tam hương, tam nghi quả do mỗi hương định ra, sáu hào một quẻ đó là ba trăm tam bốn tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai, minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử phi tài quyền quang. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng ơi, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai, nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục hy ngày hay biên qua, bát quái phân phát quả hiển linh, chỉ rằng tam hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Chúa thần nông phi tài ngũ cốc, sắc lành gieo châu ngọc khắp nơi, đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khương. Vua yên viên tạo ban y phục, đem ấm y no hạnh phúc vạn dân, lưu truyền cơm áo chôn trần, để cho người thế thân tâm thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu
thượng tầng bao phủ điện thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh như nước biếc, khắp mi bốn mùa tám tiết trở say. Gió ngàn có lượng tầng mây, quá xanh những loài cỏ cây thu cầm. Có ngủ nhạc bóng trầm ngăn trời, khắp mi muôn nước từ màu dương xanh. Các đời dương đế đại dâm, từ trong thân y mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu hoàng. Năm giống y lúa tươi xanh y dung dường, sao thứ gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phù đầy. Khi lìa thế gọi thay thân màu, sự hoa xanh dời đôi vô thường. Thân mẹ là chỗ dựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tình quyền, kìa lâu đài cung điện uy nga. Am chùa quan xa lập ra, hiền thần tiên thánh ý mẹ đà thưởng phân. Chư Phật nghi đắc kim thân do màu, có trân y châu bù ngọc đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Loại kim khi bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất nghi ra. Dương hầu giảng quốc nghi gia gia, cũng do lệnh nghi mẹ ban ra tôn sùng. Người dưới thế hiếu trung hưởng phước, điển quyền linh ý sao trước mẹ ban. Dân an quốc thời thanh ni nhàn, đế dương cung cần ý mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến,
cũng do nơi mẫu chuyển phạt hành. Vậy ai nào biết đến danh quyền linh quang điển mẹ dành đó đây? Có tạo thành lãnh the lụa dài cùng quả cây hoa rau cải trái cây, nào là chua ngọt nghi đắng cay lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tương hàm ớt hẻ gần đường tiêu tội khắp nhân sinh nay cõi bệnh đau. Hoa xanh y linh dược nhiệm màu cao lương mỹ vậy thiếu đâu vật nào, lại có dâm chanh dầu tương ớt suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ bán trăm vàng mùi hương lao tâm y tổn quyết vàng trường vì con công lao mẹ bút son khó tả tình bao la biển cả khó nở nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Giật